Thời gian qua, được sự quan tâm của cả cấp, cả ngành và toàn xã hội, đến nay, quy mô mạng lưới trường lớp ở huyện Tuyên Hóa được mở rộng, sắp xếp tinh gọn, hợp lý, đáp ứng mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả và nhu cầu dạy, học trên địa bàn. Phòng Giáo dục huyện Tuyên Hóa chính thức thành lập vào năm 1959, trải qua nhiều lần đổi tên. Đến năm 2006, đơn vị chính thức mang tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuyên Hóa. Hơn 60 năm xây dựng và trưởng thành, ngành giáo dục huyện Tuyên Hóa không ngừng nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng, trở thành điểm sáng trong sự nghiệp trồng người của tỉnh nhà. Hiện đơn vị có 69 trường trực thuộc, trong đó có 25 trường mầm non, 24 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở, 2 trường tiểu học và trung học cơ sở, 1 trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở, với tổng số học sinh trên 18.200 em. Trong những năm qua, được sự chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa, toàn ngành tập trung triển khai có hiệu quả kế hoạch, hành động thực hiện nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện nghị quyết 29 của Bộ Chính trị về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, trong thời gian qua, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tuyên Hóa đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành các kế hoạch, chương trình hành động để thực hiện tốt cái nghị quyết đề ra. Để thực hiện tốt cái nghị quyết 29 thì ngành đã không ngừng tổ chức các cái lớp tập huấn nơi để bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích động viên giáo viên đi học bằng hai và từ học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cũng như từ làm đồ dùng đồ chơi phục vụ cho việc đổi mới dạy học ngày càng hiệu quả hơn. Cũng trong thời gian đó thì ngành cũng đã tích cực tham mưu cho lãnh đạo huyện và chính quyền các cấp kêu gọi các mạnh thường quân để không ngừng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đáp ứng được các yêu cầu đổi mới ngày càng cao về giáo dục và đào tạo. Chính vì sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy chính quyền và của tập thể giáo viên nhân viên của các trường cũng như trong toàn ngành và của học sinh phụ huynh, thì trong cái thời gian qua ngành giáo dục và đào tạo đã gặt hái được các cái kết quả đáng ghi nhận. Kết quả về giáo dục đào tạo về các mặt thì năm sau cao hơn năm trước, chất lượng giáo dục mũi nhọn từ cấp tỉnh, cấp quốc gia ngày càng được nâng cao. Xác định xây dựng trường chuẩn quốc gia là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các trường học, một trong những tiêu chuẩn đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ năm học và đánh giá chất lượng nhà trường. Trong những năm qua, công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở huyện Tuyên Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia tăng đều trong từng năm và được duy trì. Việc xây dựng trường chuẩn quốc gia ngày càng được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, chung tay góp sức cùng các nhà trường xây dựng và duy trì trường đạt chuẩn, từng bước nâng cao theo các tiêu chuẩn mới, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục và đào tạo mà nghị quyết đại hội đảng các cấp đã đề ra. Từ năm 2017 đến nay, từ nguồn ngân sách được cấp với trên 223 tỷ đồng và nhiều nguồn xã hội hóa khác, các trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Huyện Tuyên Hóa có 722 phòng học, trong đó có 524 phòng kiên cố, đáp ứng việc dạy học 2 buổi một ngày ở cấp tiểu học, dạy học 2K và tổ chức phụ đạo cho học sinh trung học cơ sở. Bậc học mầm non cơ bản đáp ứng yêu cầu tổ chức bán trú. Toàn huyện có 57 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 82,6%. Trong những năm gần đây, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã nhận thức cái vấn đề xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là cần thiết, bởi đó là thước đo để đánh giá chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ trong nhà trường. Chính vì vậy mà Ban giám hiệu nhà trường đã nỗ lực để làm tốt công tác tham mưu và đã được lãnh đạo huyện, lãnh đạo phòng, lãnh đạo địa phương, sự chung tay góp sức của toàn xã hội, của quý bậc phụ huynh, sự nỗ lực của toàn thể đội ngũ sư phạm nhà trường đã xây dựng được cơ sở vật chất khá khang trang, xây dựng được môi trường cảnh quan tại hai điểm trường đảm bảo xanh sạch đẹp và chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường ngày một được nâng cao. Chính vì vậy mà đã đạt trường chuẩn quốc gia vào năm 2021 và đã xây dựng và giành được cái đơn vị lá cờ đầu của bậc học trong năm học 2021-2022. Cùng với việc quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
Theo luật giáo dục năm 2019, ngành giáo dục huyện Tuyên Hóa có 96,6% cán bộ quản lý và giáo viên đạt chuẩn, 35% cán bộ quản lý và giáo viên trên chuẩn, 100% nhân viên đạt chuẩn. Các trường đã tích cực đổi mới công tác quản lý, công tác dạy và học, tăng cường tổ chức các chuyên đề ở các khối lớp, các bộ môn, rút kinh nghiệm thực tế ở từng cụm trường, tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đã phát huy phương pháp giảng dạy khoa học, sáng tạo, nâng cao chất lượng giờ dạy, khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Đến nay, 69 trên 69 trường có website hoạt động hiệu quả. 44 trên 44 trường phổ thông đều học môn tự chọn là tin học. Các trường học tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin về phục vụ sinh hoạt chuyên môn, chia sẻ và học hỏi giữa các đơn vị. Trong thời gian các địa phương bị cách ly do dịch COVID-19, các trường đã áp dụng linh hoạt việc thực hiện dạy học qua hệ thống các phần mềm như Zoom, Meeting, Google Meet, vừa đảm bảo tiến độ chương trình, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, ngành giáo dục huyện còn chú trọng nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo. Hiện nhiều trường đã chú trọng việc xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh hiệu quả. Nhờ áp dụng nhiều phương pháp trong giáo dục hiệu quả, nên tỷ lệ học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi, hội thi, cuộc thi do các cấp tổ chức ngày càng tăng qua các năm học. Có 914 lượt học sinh đạt các giải tại các cuộc thi, kỳ thi, hội thi cấp tỉnh và 150 lượt học sinh đạt giải cấp quốc gia. Được sự hỗ trợ cũng như là quan tâm của Phòng Giáo dục và Đào tạo cũng như là Ban giám hiệu nhà trường, thì trong những năm qua thì bản thân tôi đã được tham gia rất là nhiều lớp tập huấn nhằm là đổi mới cái phương pháp dạy học của là bộ môn tiếng Anh. Bên cạnh đó thì bản thân cũng rất là tích cực trong cái việc tìm tòi các cái phương pháp dạy học. Điển hình như là tôi đã sử dụng thành công cái phương pháp sử dụng sơ đồ tư duy trong việc dạy học tiếng Anh ở trường tiểu học, thì từ đó là các em học sinh đã tự tin hơn, mạnh dạn hơn và biết cách sử dụng sơ đồ tư duy để phát triển cái kỹ năng nói cũng như là kỹ năng giao tiếp của các em. Đồng thời thì trong những năm do đó là những năm qua thì bản thân cái bộ môn tiếng Anh của tôi và tại nhà trường đã là đạt được rất là nhiều cái giải cao từ là trung ương cho đến là cấp huyện. Trong những năm qua thì trường tiểu học Sơn Hóa cũng mạnh dạn ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, học tập và quản lý. Đối với học sinh thì nhà trường cũng cho các em tiếp cận ngay từ lớp 1-2. Còn giáo viên, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho giáo viên làm quen cả cái phần mềm giảng dạy, ứng dụng cả cái khóa học liệu để hỗ trợ cho việc dạy học có hiệu quả. Vì thế cho nên trong cái thời gian dịch Covid thì nhà trường là ứng dụng tổ chức dạy học trực tuyến rất là có hiệu quả. Đến nay 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy. Còn học sinh thì ứng dụng để là tham gia các cái sân chơi trí tuệ, qua đó cũng là góp phần nâng cao chất lượng học tập cũng như dạy học của nhà trường. Hưởng ứng các phong trào, các cuộc vận động do ngành giáo dục phát động như phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đội ngũ cán bộ giáo viên ngành giáo dục huyện Tuyên Hóa đã tích cực thi đua dạy tốt, tự học, tự rèn, trở thành những tấm gương sáng cho học sinh học tập và noi theo. Toàn ngành có 4 nhà giáo được vinh dự nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú, 16 lượt trường được công nhận đơn vị dẫn đầu thi đua cả cấp học của Ủy ban Nhân dân tỉnh, 1 trường được công nhận là đơn vị dẫn đầu thi đua bậc học mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ năm 2009 đến 2010 đến nay, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Tuyên Hóa luôn được công nhận tập thể lao động xuất sắc. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng giáo dục mũi nhọn được chú trọng, tỷ lệ học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi tăng qua các năm học. Về công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ, đến năm 2021, huyện duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và giáo dục trung học cơ sở mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Nhiều cá nhân, tập thể vinh dự được Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ ban ngành và cơ quan ngang bộ, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, các ban ngành cấp tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện và các ban ngành cấp huyện tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Trong những năm qua, trường Trung học cơ sở Tiến Hóa luôn đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Nhà trường chỉ đạo các tổ chuyên môn đã đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo nhóm cụm trường Văn hóa, Tiến Hóa, Châu Hóa và Cao Quảng để nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong chuyên môn để là đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học. Nhà trường chỉ đạo giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của người học
theo cái tinh thần nghị quyết 29 của Trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo và chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và nhà trường chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành tổ chức, rồi tham gia các cuộc thi do cấp trên tổ chức và đạt kết quả tốt. Chính vì sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường, cho nên trong 7 năm liên tục vừa qua, nhà trường đạt tập thể lao động xuất sắc và có 3 lần thì được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen, và trong đó có 2 năm là tập thể nhà trường được vinh dự là được Ủy ban tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu các cấp học. Trong những năm qua, đặc biệt là từ năm 2013 thực hiện cái nghị quyết 29 của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản giáo dục đào tạo, thì ngành giáo dục đào tạo huyện Nha đã được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện về mọi mặt, nên đã có những cái bước phát triển vững chắc và đóng góp tích cực cho sự phát triển của huyện Nha. Có thể khẳng định ở một số mặt sau đây. Thứ nhất là về cái quy hoạch mạng lưới trường lớp thì đã bảo đảm cho cái nhu cầu học tập của tất cả các cái đối tượng học sinh trên địa bàn. Thứ hai là về cơ sở vật chất thì ngày càng được quan tâm tăng trưởng cả về quy mô trường lớp lẫn là cái hệ thống trường học kiên cố, nên là đã đáp ứng được cái việc kiên cố hóa rồi chuẩn hóa và hiện đại hóa cho các trường học. Còn về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên thì ngày càng được quan tâm đào tạo, nâng chuẩn và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất năng lực chính trị. Về chất lượng giáo dục toàn diện thì đã được nâng lên một bước rất là đáng kể, và điều đó khẳng định rằng là cái chất lượng của ngành giáo dục đào tạo Tuyên Hóa cũng đã có những bước phát triển rất là đáng tự hào. Một mùa hiển chương nữa lại về, các trường học trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Với sự quan tâm của cả cấp, cả ngành và toàn xã hội, nỗ lực phấn đấu không ngừng của đội ngũ, những người làm công tác giáo dục, sự nghiệp giáo dục của huyện miền núi Tuyên Hóa đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực cho quê hương, đất nước.